Chào Quỳnh Hương, xin chào độc giả của Yahoo Thế Giới Sao. Trước tiên thì cho Quỳnh Hương xin cảm ơn Yahoo Thế Giới Sao, bởi vì quý vị đã luôn là một chiếc cầu nối và đồng hành với những người nghệ sĩ, để cho nghệ sĩ từ chiếc cầu nối đó có thể đến gần với khán giả yêu mến của mình nhiều hơn, và khán giả cũng có thể đến gần với nghệ sĩ nhiều hơn. Cho nên Quỳnh Hương xin vô cùng cảm ơn. Và cho phép Quỳnh Hương xin được gửi tới độc giả của Yahoo Thế Giới Sao một lời chúc tốt đẹp, một năm mới an khang thịnh vượng, và xin chúc tất cả quý vị sẽ cùng nhau đón chờ một năm mới với nhiều niềm vui, nhiều niềm hạnh phúc, và tất cả những nỗi buồn sẽ qua đi để chúng ta sẽ đón chờ một năm 2012 với nhiều điều tuyệt vời nhất.